Xin chào mọi người, trên tay của em đây đang cầm một cái bình à, cái đây là một cái lọc bình à, dáng của nó dáng dáng lọc bình rất là đẹp. Đề tài này là đề tài gọi là phụng mẫu đơn. Con chim phụng là một trong những cái loài chim nằm trong tứ linh, và những trong những cái loại chim này nó thể hiện sự cao quý cao sang à, và một trong những loài chim mà nó mang tượng trưng cho cái sự giàu sang phú quý đó. Và thứ hai nữa, đây là cái hoa mẫu đơn. Mẫu đơn là một trong những cái loài hoa mà ở Trung Quốc người ta gọi là quốc hoa, nó đem lại cái sự thanh bạch tinh khiết và giàu sang đấy. Thì chính vì những cái đề tài mà nó chuẩn chỉ, mà những cái đề tài nó hay như vậy, thì trên những cái nền gốm sứ, những cái đề tài trên sách vở văn chương văn học của Trung Quốc ngày xưa, người ta đều vẽ lên những cái tác phẩm của đề tài về về thơ ca, về về tất cả những đề tài liên quan đến hoa mẫu đơn và chim phượng, nó rất là hay đó. Thì hôm nay là em được hữu duyên một cái bình bình sứ cổ của đời nhà Thanh, nó rất là mỏng đồ đó, rất là mỏng. Chúng ta có thể là soi một cái bình đó, mà soi thấu quang đó, rất là đẹp luôn đó. Chúng ta thấy, soi thấy này đó, có nghĩa là cái ngày xưa là một cái món đồ cổ. Ngày xưa người ta luôn chú trọng đến cân đo đong đếm về trọng lượng để cho ra một món đồ đẹp, những món đồ mà tinh xảo hơn. Đấy, thì đây là một trong những cái tác phẩm, những cái món đồ cổ của đời nhà Thanh vào giai đoạn thế kỷ thứ 19, và nó được lưu giữ bởi những nhà sưu tầm. Và hôm nay em chia sẻ đến cho mọi người xem và cảm nhận và hữu duyên những món đồ này. Tình trạng của này thì nó bị tóc ngang ngay chỗ cái vai đây, gọi tóc men thôi, nhẹ nhẹ thôi đó, và nó có một cái vết vẫy. Đây, có một cái vết vẫy vẫy men, và nó có vết tóc ngắn như này, có khoảng 1 phân thôi. Đấy. Và ở đây nó có một cái vết vẫy như này, gọi là vẫy ở dưới men đó. Đó. Ngay chỗ này có một vết tóc nữa đấy. Có nghĩa là ở trên miệng á là nó có hai vết tóc, vết trên miệng là nó có một cái vết tóc. Đấy, trên miệng nó có một vết tóc và vết vẫy. Đấy, và đây là một vết vẫy nữa, gọi là hai vết vẫy và một vết tóc. Là nó bị phần ở trên miệng, hai vết vẫy và một vết tóc đó. Còn cái dưới cái vai á, thì nó có bị một vết vết tóc như này, tóc men thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cái vẻ đẹp và những cái nó không phạm vào thân. Nói chung là vết tóc này không phạm vào thân đó, nên nó cũng rất là đẹp và rất là chuẩn chỉ. Đây là cái viền chôn đó, cái viền chôn của món đồ cổ chuẩn chỉ, nó phải là như vậy. Và cái bình này nó có cái chiều cao của nó là 24 phân này đó, có chiều cái bình này nó có chiều cao là 24 phân, và nó là một trong những cái món đồ cổ nó giá trị nó chỉ vài triệu đó. Em mua được rẻ, em chia sẻ với giá hợp lý cho tất cả những ai có cái tài chính, mà nó có nghĩa là nó vừa với túi tiền, nó vừa với tất cả những ai mà có cái nhu cầu muốn hữu duyên, thì em sẽ chia sẻ, em gửi về cho các bác hữu duyên những cái món đồ như thế này. Đấy, bác nào yêu thích thì cứ liên hệ kết nối với em, và tất cả những món đồ này đều được bảo hành chuẩn cổ suốt đời. Đấy, đi kèm là một cái hiện vật, đấy là một cái giấy bảo hành hẳn hoi cho những ai mà yêu thích muốn hữu duyên những món đồ cổ chân chính như này nha. Bác nào quan tâm yêu thích và em sẵn sàng gửi về tận nơi an toàn cho các bác mở ra kiểm tra. Nếu như mà bể vỡ hoặc là cái bị gì đó thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn nếu như mà an toàn thì các bác cứ gửi chia sẻ cho nhân viên. Đấy, thì luôn luôn đảm bảo mọi tài chính.
cho các bác được chơi, được lưu giữ, được sưu tầm mãi mãi về sau và được bảo hành luôn cả giá mua. Đó, đây là một trong những cái ưu điểm mà em muốn chia sẻ, em muốn gửi về cho các bác để mà các bác muốn hữu duyên những cổ vật mà giá trị nó bình dân. Đó.